là một sự cố công trình đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 10 người và nhiều người bị thương. Cái thứ hai là cái dạng sự cố này rất đáng tiếc là cách đây hơn một năm cũng đã từng xảy ra một cái sự cố tương tự như vậy ở khu công nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long. Đây là vấn đề chúng ta cần phải hết sức là đặc biệt là quan tâm, lưu ý. Ta phải dừng thi công ngay các cái hạng mục công trình của cái chủ đầu tư này cho đến khi chúng ta xác định được nguyên nhân và xác định được trách nhiệm thì lưới sẽ xem xét cái việc tiếp theo là như thế nào. Thông thường thì giám định nguyên nhân sự cố thì nó cũng phải mất vài tuần xác định làm rất là cẩn thận nhé, trách nhiệm rất nhiều chủ thể, nguyên nhân kỹ thuật còn phải lấy mẫu kiểm tra, thẩm tra thiết kế, tính toán lại, vân vân, xác định các điều kiện tự nhiên, ví dụ như là vận tốc gió, tải trọng gió trong cái thời điểm. Sáng ngày 15 tháng 5, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ hình sự Hà Duy Hải, giám đốc công ty Hà Hải Nga, đơn vị thi công để xảy ra vụ tai nạn 10 người chết. Ngoài ra, công an còn tạm giữ 2 người của công ty này phụ trách giám sát và thi công. Theo Đại tá Kim, bước đầu cơ quan chức năng xác định đơn vị thi công đã có dấu hiệu vi phạm xây dựng, không có hợp đồng lao động. Hiện công an đang phối hợp với Bộ Xây dựng để giám định hiện trường nơi xảy ra tai nạn chết người. Trước đó khoảng 14 giờ 15 phút chiều ngày 14 tháng 5, tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm 10 người chết, nhiều người bị chôn vùi. Nhóm công nhân bị tai nạn khi đang thi công một bức tường thì tường này đổ sập xuống. Công ty cổ phần Sonadeji Giang Điền, chủ đầu tư khu công nghiệp Giang Điền cho biết, công ty xảy ra sự cố sập tường trong quá trình thi công nhà máy tại khu công nghiệp Giang Điền là công ty AV Healthcare Hàn Quốc. Công ty này sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa. Diện tích thuê tại khu công nghiệp Giang Điền là 21.120 m². Quá trình xây dựng nhà máy, công ty AV Healthcare tự thuê đơn vị thi công xây dựng. Lúc 17 giờ chiều ngày 14 tháng 5, giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã xác định có 10 người chết, trong đó có 8 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện. Đồng Nai đổ sập xuống vào chiều ngày 14 tháng 5, anh Võ Văn Bắc, 45 tuổi, quê An Giang, vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả đời anh chắc sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc hãi hùng khiến 10 người thiệt mạng. Lúc đó, tôi đang lom khom làm việc dưới hầm thì có cảm giác một cơn gió thoảng qua, cuốn cho trời tối hù, rồi tự nhiên nghe tiếng ầm một cái, ngó lên không thấy vợ với mấy chị em đang làm trên giàn giáo đâu, anh kể. Công nhân này cùng các đồng nghiệp dưới hầm vội nhảy lên mặt đất, bắc lật từng mảng tường tìm vợ và chị gái nhưng vẫn không thấy đâu. Mãi sau, anh thấy cánh tay vợ giơ lên rồi thả xuống, liền chạy đến đưa vợ ra khỏi đống đổ nát. Lúc đó vợ tôi có vẻ hơi tỉnh nên tôi chạy vào bên trong tìm chị gái. May quá, chị gái tôi cũng còn tỉnh. Tôi cùng mấy người nữa đưa vợ và chị lên bệnh viện cấp cứu, nam công nhân kể lại. Nằm trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Suất, vợ anh Bắc, không thể cử động vì một bên hông quá đau. Dù chỉ bị thương phần mềm nhưng các bác sĩ sợ nguy hiểm vẫn dự tính chuyển lên tuyến trên. Bác sĩ nói tôi bị nứt xương sống, ngã xuống người ta bị tai nạn chết hết trơn mà mình vẫn khỏe như vậy là may mắn lắm rồi, chị Suất nói. Chị Suất cho biết chị vào ca lúc 13 giờ làm phụ hồ trên giàn giáo cùng một số chị em khác. Hơn một tiếng sau, bỗng nhiên có cơn gió thoáng qua rồi nghe có tiếng hét, tường sập. Chị không biết điều gì xảy ra sau đó, chỉ nhớ mình đổ sụp xuống cùng theo giàn giáo. Cũng được đưa từ hiện trường sự cố kể trên đến bệnh viện, chị Trương Thị Thanh Lan mãi vẫn chưa tin mình may mắn thoát chết. Tôi hên lắm rồi, mấy người làm gần chết hết mà mình vẫn còn sống. Trên giàn giáo đông lắm, tôi phụ hồ rồi đổ cho thợ. Lúc đó tôi đang đứng cỡ chừng 3 cái giàn giáo, khoảng 5 mét. Nhờ tôi đứng trên cao, kế vách tường nên còn sống, chứ mấy người ngồi ở ngoài từng đổ ụp xuống là chết hết, chị Thanh kể lại. Nữ công nhân cho biết, tại công trình, thỉnh thoảng vẫn có những cơn gió thổi qua, mọi người đều đã quen với việc này. Do đó, chị bàng hoàng khi thấy cơn gió hồi chiều, tai ương khủng khiếp xảy ra khiến 10 mạng người mất đi một cách oan uổng. Trước thời khắc kinh hoàng, anh Phạm Thanh Phú, 44 tuổi, quê ở Vĩnh Long, cùng vợ là chị Lê Thị Tuyết Linh, 42 tuổi, cũng đang đứng trên giàn giáo để tô tường. Khi cơn gió thổi qua, anh và mọi người đều không có cảm giác bức tường sẽ sập. Tuy nhiên, chỉ mấy phút sau, tường bỗng nghiêng rồi đổ xuống. Hai vợ chồng rơi từ độ cao 5 mét xuống đất. Lúc rơi xuống là tôi bất tỉnh và đến bệnh viện thì không biết gì nữa, anh Phú kể. Trong khi đó, chị Linh cho biết, trước lúc bức tường đổ, chị đang ngồi nghỉ mệt trên giàn giáo. Qua mấy phút, tường sập xuống, chị mơ màng hiện ra mình đã bị đá đè và vẫn đủ tỉnh táo để biết mình nhẹ hơn những người khác. Tôi nghe tiếng mọi người la hét ầm ĩ, quay qua thì thấy chồng mình bị cột nhôm đè, đầu bê bết máu, người không còn động đậy. Tôi tưởng chồng đã chết nên xỉu luôn. Chị Linh nhớ lại, đôi vợ chồng này có 3 người con lớn 19 tuổi đi làm thuê tại Bình Dương, hai con nhỏ mới chỉ 9 và 6 tuổi đều sống với bố mẹ trong lán gần hiện trường. Chồng tôi mới chỉ làm ở đây hơn 2 tháng, còn tôi mới hơn 10 ngày. Hai đứa con đang ở trong lán nhờ người ta chăm. May là vợ chồng tôi không chết, chị Linh nói. Theo các nạn nhân, công nhân làm việc tại công trình này đến từ nhiều địa phương. Sau đợt mất việc vì dịch Covid-19, họ đi làm được ít ngày thì xảy ra sự việc đau lòng. Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết hiện tình trạng sức khỏe của các nạn